Ngày 17 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Châu Hữu Danh, sinh năm 1982, đăng ký thường trú tại số 85, đường Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trương Châu Hữu Danh bị bắt để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, được quy định tại Điều 331, Bộ Luật Hình sự 2015. Khám xét nơi ở của bị can, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.